Bấy giờ Bồ Tát dùng lực đại bi làm cho các chúng ma nghe âm thanh phát ra từ trong hư không rằng: các ngươi nên quy y đấng đại tiên tịnh giới, người hay bố thí đều không sợ hãi, cứu hộ cho tất cả. Toàn thể quyến thuộc ma phủ phục lại sát đất thưa như vậy: cúi xin đấng đại tiên cứu hộ mạng chúng con. Bồ Tát nương vào phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa phóng ánh sáng lớn, ai gặp ánh sáng ấy đều lìa xa sự sợ hãi. Ma và quyến thuộc thấy thần biến ấy vừa kinh sợ vừa vui mừng. Đại đức nên biết, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, khiến cho các hữu tình đều thấy khác nhau. Có hữu tình thì thấy việc hàng ma như vậy, có hữu tình thì không thấy việc ấy, hoặc thấy Bồ Tát chỉ ngồi ở tòa cỏ, hoặc thấy Bồ Tát ngồi tòa sư tử, hoặc thấy Bồ Tát ngồi trên đất, hoặc thấy Bồ Tát ngồi tòa sư tử giữa hư không, ngay cả tướng cây Bồ Đề hữu tình cũng thấy khác nhau. Như có người thì thấy đó là cây Tất Bát La, có người thấy đó là cây Thiên Viên Thải, hoặc thấy cây ấy do các báu hợp thành, hoặc thấy cây ấy cao bằng 7 cây Đa La, hoặc thấy cây ấy cao khoảng 84.000 du thiện na, có tòa sư tử cao 42.000 du thiện na, Bồ Tát ngồi trên tòa ấy ở dưới gốc cây này, hoặc thấy Bồ Tát đi dạo giữa hư không, hoặc thấy Bồ Tát ngồi dưới cội Bồ Đề. Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thị hiện đủ loại thần thông biến hóa độ các hữu tình. Đại đức nên biết, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, ngồi tòa Bồ Đề có vô lượng vô số vô biên Bồ Tát khắp mười phương thế giới như các sông Hằng, đều vân tập về trụ giữa hư không, phát ra nhiều loại âm thanh khích lệ Bồ Tát, khiến cho thân Bồ Tát an lạc, tâm sanh hoan hỷ bằng những lời như vậy: lành thay đại sĩ, tinh tấn dũng mãnh, mau chóng thành tựu kiết tường rộng lớn, tâm như kim cương chớ sanh kinh sợ, thần thông du hí lợi lạc hữu tình, có thế trong một sát na chứng trí nhất thiết. Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, ma đến nhiễu loạn đều không kinh sợ. Trong một sát na, tâm phương tiện thiện xảo khéo tương ưng với lý thú Bát Nhã Ba La Mật Đa, thông đạt rốt ráo tất cả sở tri kiến giác. Đại đức nên biết, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, ngồi tòa Bồ Đề, chư Phật khắp mười thế giới như cát sông Hằng đồng thanh tán thán: lành thay, lành thay, chỉ có đại sĩ mới thông đạt trí tự nhiên, trí vô ngại, trí bình đẳng, trí vô sư, đại bi trang nghiêm. Đại đức nên biết, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, khéo thị hiện đủ các việc làm cho các loài hữu tình, hoặc thấy Bồ Tát nay được Bồ Đề, hoặc thấy Bồ Tát từ lâu đã thành Phật, hoặc chỉ thấy bốn đại thiên vương trong một thế giới đều dâng hiến bát, hoặc lại thấy bốn đại thiên vương khắp cả mười phương thế giới nhiều như cát sông Hằng đều dâng hiến bát. Bấy giờ Bồ Tát vì hữu tình nên nhận hết tất cả bát chồng lên nhau trong lòng bàn tay, lấy tay ấn xuống hóa thành một bát. Các vị tứ đại thiên vương đều không thấy, nên cho rằng Đức Thế Tôn chỉ nhận bát của ta. Khi ấy, liền có 6 vạn thiên tử nương nguyện lực đời trước đến cúng Bồ Tát trước nhất. Trong đời quá khứ, họ phát nguyện rằng, nếu khi Bồ Tát này thành Phật, mong Ngài nhận đồ cúng dường của chúng con đầu tiên. Đức Phật nói pháp này có 3 vạn 4